Vâng, em Khởi chợ ô tô cũ Hưng Yên xin kính chào quý anh chị và các bạn. Em Khởi xin chúc quý anh chị một buổi chiều an lành và hạnh phúc bên người thân. Vâng, thì hôm nay em xin giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một mẫu xe Hyundai Getz sản xuất năm 2009, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc nhé. Em này thì được sơn xi màu bạc này, hình kiểm soát là 30A91991 nhé. Biển số toàn 91 thôi, biển rất là đẹp luôn. Nhiều em xe tiền tỷ nhìn thấy cái biển này mà rơi nước mắt, tại sao mình không được cái biển này. Vâng, em này thì là một em Getz sản xuất năm 2009. Giá bọn em đang giao bán là 158 triệu đồng, đã bao gồm phí rút hồ sơ và vận chuyển toàn quốc cho quý anh chị và các bạn rồi. Đấy, một mẫu xe rất là đẹp luôn. Đấy, em này thì đã được trang bị như đèn gầm, màn hình cam lùi. Đấy, em ấy đã được lên là 4 lá răng đúc. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là chất. Đấy, lốp láp thì cực kỳ là dày. Anh chỉ có đi 5-7-10 vạn nữa mới phải suy nghĩ đến việc thay lốp láp nhé. Rất là yên tâm, một mẫu xe rất là đẹp, việc về chỉ việc đi thôi, không phải sửa sang bất cứ một thứ gì cả. Bên em thì có cam kết cái chiếc xe này không đâm đụng, không ngập nước. Em có cam kết bằng văn bản và giấy tờ cho quý anh chị và các bạn yên tâm. Em xin mời quý anh chị và các bạn đi test qua một cái vòng ngoại thất nhé. Đấy, những cái khe hở này, kính cửa này rất là đều, rất là đẹp luôn, chưa có dấu hiệu gì của đâm va cả nhé. Em mời anh chị test qua ngoại thất một tí thì em xin đi giới thiệu chi tiết về nhé, chiếc xe này luôn. Đấy, lốp đây là răng đúc này. Đấy, rất là đẹp luôn, lốp thì dày dặn nhé, cua lốp này vẫn còn rất là mới, chưa có dấu hiệu gì của mục mọt cả, rất là đẹp luôn. Đèn đây, cụm đèn đít đấy nhé, vẫn còn rất là mới luôn, không có dấu hiệu gì của ố cả, rất là đẹp luôn. Vâng, nếu như quý anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai Getz này sản xuất năm 2009 thì hãy nhấc điện thoại lên gọi điện cho em Khởi qua số điện thoại là 0962223111 để gặp trực tiếp em Khởi, để em Khởi tư vấn cho quý anh chị và giải đáp những cái gì mà anh chị còn khúc mắc về chiếc xe này. Hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0962223111 để em gửi ảnh chi tiết và video chi tiết về chiếc xe này cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Vâng, hoặc anh chị có thể bớt chút thời gian đến thẳng trực tiếp cửa hàng bên em. Cửa hàng bên em là nằm ở phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, ngay mặt đường 5 hướng đi từ Hà Nội về Hải Phòng nhé. Địa chỉ rất là dễ tìm. Nếu như quý anh chị và các bạn đến thiện chí đến bên bãi của em xem xe và chốt giá thì bên em có cái giá, bọn em sẽ có cái giá rất là hấp dẫn cho quý anh chị và các bạn nhé. Anh chị đến thiện chí mua thì bên em sẽ thiện chí bán nhé, không có gì là khó khăn cả. Vâng, thì bây giờ em xin mời quý anh chị và các bạn đi test một vòng chiếc xe này nhé, xem cái nội thất, cánh cửa, táp đi táp lô nó có đẹp hay không, những cái nội thất mà những cái gì mà xe nó được trang bị có hoạt động bình thường hay không. Vâng, bây giờ thì em xin mời quý anh chị và các bạn test qua cái khoang lái nhé, khoang lái của chiếc xe Getz này. Nội thất thì tươi mới đẹp đẽ rồi, cái khoang lái này, cánh cửa bên lái đây nhá, quý bạn đây, táp ly đây, rất là mới nhá, không có tí gọi là bạc biếc gì đâu, rất là chất luôn. Tem nhãn của nhà sản xuất thôi nhá, quý vị các bạn, còn nguyên. Bản lề cánh cửa đấy chưa ra đâu quý vị các bạn, chưa có dấu hiệu gì của cà lê mỏ lết nhé. Keo chỉ đây rất là đẹp, chất, không có tí mục mọt gì đâu, rất đẹp luôn, rất là chất. Một mẫu xe đến từ thương hiệu Hàn Quốc nhé, cửa rất là nhẹ nhàng, cánh cửa sau bên lái đó, bình xăng thì đã được ốp lốc rồi, rất là đẹp. Khoang ghế lái, khoang ghế ngồi sau đấy nhé, chất luôn. Ốp bản lề đấy nhé, rất đẹp luôn.
bên em cũng cam kết chiếc xe là không đâm đụng, không ngập nước luôn. Nếu mà đâm đụng ngập nước thì bọn em tặng luôn xe, bản khóa bản lề đây, cần phải nguyên zin nhé, keo chỉ này, rất là chất luôn, rất là đẹp. Vẫn còn nguyên zin. Vẫn là keo chỉ zin nhé quý vị các bạn. Rất là đẹp luôn. Đóng cửa thì cực kỳ nhẹ nhàng êm ái. Rồi em mời quý anh chị và các bạn test lên phần cốp xe nhé. Rất là đẹp luôn. Điều chỉnh nhé. Chưa mất một phân nhé. Bản lề đây nhé. Đó, bản lề còn nguyên. Rất đẹp luôn. Khoang cốp đây. Rất là sạch sẽ luôn. Chưa có dấu hiệu gì của đâm va. Đây còn đây là cái phần gầm của chiếc xe nhé. Rất đẹp. Vô màu gạch đỏ nhé. Gầm thì rất là chắc chắn, không có mục mọt gì đâu. Nên quý anh chị các bạn cứ yên tâm. Rất đẹp. Bây giờ thì em mời quý anh chị và các bạn sang đến phần bên phụ đây nhé. Khe hở cánh cửa đây cực kỳ đều luôn, không có chỗ một chỗ nào nó to nhỏ cả, rất là đều. Mở cửa thì nhẹ nhàng nhé. Khóa đây nhé, tay khóa đây, còn một sáng bóng luôn, tạp đi thế, một thật chất luôn, keo chỉ nhé. Chưa có dấu hiệu gì nhé. Đóng cửa thì rất là nhẹ nhàng. Cửa trước bên phụ đây, gương chiếu hậu này, dán pin cách nhiệt rồi nhé. Năm cánh cửa đã được dán pin cách nhiệt 3M, bốn kính thì dán đen rồi. Cánh cửa trước bên phụ đây rất là chất luôn, chiếc xe không thể chê vào cái điểm gì cả. Chỉ ozin luôn. Rất chất. Ốc bản lề nhé. Tay khóa này. Ốc bản lề đến cửa đây vẫn còn nguyên luôn, chưa có dấu hiệu của động chạm cà lê mỏ lết đâu nhé quý vị các bạn. Vâng, thì bây giờ em đang mời quý anh chị và các bạn test qua về cái xe rồi. Nếu như có quý anh chị nào quan tâm đến mẫu xe này thì hãy gọi điện cho em Khởi qua số điện thoại là 0962 223 111 để gặp trực tiếp em Khởi nhé, để em thăm, để em có thể hỗ trợ cho anh chị và các bạn về chiếc xe này. Những cái gì mà anh chị và các bạn chưa hiểu về nó thì em sẽ tư vấn cho quý anh chị và các bạn nhé. Nếu như quý anh chị và các bạn đã kết nó rồi thì hãy cứ gọi điện cho em Khởi để anh em mình có thể bàn bạc về chiếc xe này kỹ lưỡng hơn. Vâng, bây giờ em xin mời quý anh chị và các bạn đi test vào cái phần nội thất của chiếc xe nhé, xem nó có hoạt động bình thường hay không.
đây này, cái khoang lái đấy nhá, ghế này, cái bộ ghế da rất là mới, vẫn còn rất là đẹp. Và khoang máy này, khoang lái nhá, đây, được gắn vào em ngựa kéo xe, rất đẹp luôn. Đây, để cái lỗ ngay, em bật điều hòa nhá, màn hình đây rồi, đây, bật. Đây, điều hòa vẫn hoạt động, lại vuốt tay luôn, thì các bạn nhé, em test luôn cái đầu này luôn này, đấy. Đấy, vẫn hoạt động rất bình thường nhé, cam mùi này, đấy, nét căng luôn. Vẫn còn hoạt động rất là tốt đấy. Đấy. Cái này là đèn cảnh báo nhé, xi nhan thẳng này. Đấy, nhỏ cái tiếng xuống lại không nghe tiếng gì đấy, rất là đẹp, vẫn còn hoạt động rất tốt đấy. Đấy, có hai tiếng còn vẫn còn sử dụng được rất là tốt nhé. Lên xuống vẫn còn rất vẫn hoạt động rất là tốt luôn, chưa có dấu hiệu gì của hỏng hóc cả. Hoạt động vẫn còn rất là êm ái nhé các bạn. Một chiếc xe này, trần thì trần da rồi nhá các bạn, trần da này. Chiếc xe vẫn còn rất là tốt, rất là đẹp, rất là bền. Bộ ghế sau đấy nhé. Vâng, thì bây giờ anh em đã mời quý anh chị và các bạn test qua về cái nội thất rồi, còn hoạt động hay không rồi. Bây giờ em mời quý anh chị và các bạn đi test những khoang máy nhé, cái khối động cơ của chiếc xe này đây. Khối động cơ cũng là cái trái tim của chiếc xe nên nó còn hoạt động tốt hay không là quan trọng nhất, là ở cái khối động cơ này nhé. Em vẫn đang nổ máy nhưng mà máy nổ rất là êm nhé, máy nổ rất là êm luôn. Vâng, đây là cái khoang máy của chiếc Hyundai Veloz sản xuất 2009 đấy nhé. Khoang máy rất là sạch sẽ nhá, máy nổ thì êm ái nhá, không có tiếng động lạ gì. Lắp cabo đây nhá, ốc áp này, đeo chỉ này, còn nguyên nhá, rất là đẹp luôn. Cái xe vẫn còn rất là tốt, rất là đẹp, rất là bền luôn. Đây, mình đang nổ máy nhé, máy hoạt động cực kỳ êm ái luôn, máy móc thì sạch sẽ sáng bóng, không rất là khô ráo, không có dấu hiệu gì của chảy dầu đâu, sạch sẽ đấy, sáng bóng, máy làm việc thì êm ái trơn tru, rất là đẹp. Vâng, em khởi xin kết thúc video tại đây. Và nếu như có quý anh chị nào mà quan tâm đến mẫu xe Hyundai Veloz sản xuất năm 2009 màu bạc biển kiểm soát là 30A91991 thì hãy gọi điện cho em Khởi qua số điện thoại là 0962223111, hoặc anh chị có thể kết bạn Zalo với em qua số điện thoại trên để em gửi ảnh video trực tiếp cho quý anh chị và các bạn tham khảo. Anh chị đừng ngần ngại gì mà hãy cứ nhấc điện thoại lên gọi điện cho em để em tư vấn về chiếc xe Hyundai Veloz này cho quý anh chị và các bạn nhé. Anh chị chỉ mất tiền khi nào anh chị quyết định mua chiếc xe thôi, chứ còn tất cả những cái phần tư vấn hay là giải đáp cho quý anh chị đều là miễn phí cả nhé, phải free, không mất tiền. Vâng, anh chị hãy ủng hộ em bằng cách ấn like,
ấn đăng ký vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của em đăng lên nhé. Quý anh chị và các bạn ủng hộ em là cái niềm động lực rất lớn để em lên sóng những video mới. Vâng, xin chào tạm biệt quý anh chị và các bạn.